Buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển vẫn luôn là một thực trạng nhức nhối bởi lợi nhuận kinh tế rất cao mà mặt hàng này đem lại. Hoạt động của các loại tội phạm vi phạm này thường xuyên diễn ra trên khắp các vùng biển của ta. Nhiều đường dây buôn lậu vận chuyển xăng dầu trái phép quy mô lớn, xăng giả bị các cơ quan chức năng triệt phá đã cho thấy tính chất thủ đoạn của hoạt động tội phạm vi phạm này ngày càng tinh vi hơn, các đối tượng manh động hơn. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì tăng tốc bỏ chạy, chặt dây không cho lực lượng chức năng tiếp cận sang, dùng dao gậy chống trả. Một số đối tượng là còn đổ dầu lên trên mặt boong để các lực lượng chức năng sang là trơn không tiếp cận được mục tiêu. Đặc biệt từ giữa năm 2021 đến nay, qua công tác trinh sát nắm tình hình của Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật trên biển đã cho thấy sự thay đổi ngày càng phức tạp của loại tội phạm vi phạm này. Các đối tượng đã chuyển hướng hoạt động tập trung vào khu vực trọng điểm là phía Nam, Tây Nam và Đông Bắc, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Nếu như trước đây các đối tượng sử dụng nhiều tàu chuyên dùng vận chuyển xăng dầu để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thì thời điểm gần đây các đối tượng đã lợi dụng tàu cá cải hoán và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá để hoạt động vi phạm pháp luật trên biển. Các tàu cá được các đối tượng sơn sửa lại vỏ thân tàu, thay đổi kết cấu khoang hầm hàng để chứa xăng dầu và hoạt động thường vào ban đêm ở các vùng biển xa. Những phương thức thủ đoạn được các đối tượng vi phạm sử dụng hoạt động tinh vi, thay đổi liên tục. Sử dụng hóa đơn chứng từ khống để hợp thức hóa xăng dầu lậu, thậm chí đứng ra thành lập pháp nhân kinh doanh xăng dầu để sử dụng chứng từ hóa đơn hợp pháp nhằm hợp thức hóa xăng dầu bất hợp pháp là những thủ đoạn mới, hết sức tinh vi và liều lĩnh mà các đối tượng tội phạm vi phạm sử dụng trong thời gian qua. Do lợi nhuận thu được từ buôn lậu mua bán xăng dầu bất hợp pháp là rất lớn, đã lôi kéo được nhiều loại đối tượng tham gia, trong đó có cả ngư dân. Công tác đấu tranh với loại tội phạm vi phạm này của các lực lượng chức năng gặp phải những thách thức ngày càng lớn. Vùng biển xa, vùng biển giáp danh với các nước thì rất thuận lợi cho các đối tượng hoạt động trên biển. Bởi vì là địa hình trên biển thường rất trống trải, dễ dàng cho các đối tượng phát hiện sự xuất hiện của cơ quan chức năng từ sớm, từ xa. Do đó dễ dàng để tiến hành các phương thức thủ đoạn vi phạm. Trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện, truy đuổi, bắt giữ thì các đối tượng có điều kiện cơ động nhanh chóng sang vùng biển nước ngoài để trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng. Nếu không có những giải pháp quyết liệt, chế tài đủ mạnh thì xăng dầu lậu vẫn sẽ tiếp tục còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên biển và gây ra thiệt hại lớn về kinh tế cho nhà nước cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chân chính. Xin cảm ơn Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã dành thời gian trao đổi với chương trình Biển đảo Tổ quốc ngày hôm nay. Thưa đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình diễn biến của tội phạm buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái phép trên các vùng biển của nước ta trong thời gian qua? Trước cái diễn biến tình hình thế giới, khu vực có nhiều cái tác động đến cái thị trường xăng dầu, khiến cho giá xăng dầu đều tăng lên, kể cả ở khu vực và trong nước. Bên cạnh đó là sau một cái thời gian dài chúng ta, đất nước ta thực hiện biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, thì nay là ta đã kiểm soát được và đã các cái hoạt động kinh tế xã hội quay trở lại, thì các cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội rồi là hoạt động sản xuất ở các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực thủy sản nói riêng cũng tăng lên. Vì vậy là cái nhu cầu về tiêu thụ nhiên liệu xăng dầu cũng tăng, trong khi cái nguồn cung thì khan hiếm và giá thì cao, khiến cho cái mất cân đối cung cầu. Lợi dụng cái tình hình đó thì các cái đối tượng gia tăng các cái hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép xăng dầu để nhằm kiếm lời thu lợi bất chính với các cái lợi nhuận rất là cao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển như đồng chí vừa trao đổi, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong thời gian qua đã có những chủ trương, những biện pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh cụ thể như thế nào ạ? Trước cái diễn biến tình hình trên thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã
tập trung lãnh đạo chỉ đạo để toàn lực lượng triển khai đồng bộ một số các cái biện pháp. Thứ nhất là tăng cường cái lực lượng trên các cái hướng địa bàn trọng điểm, phối hợp với các đơn vị cảnh sát biển tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản, tìm ra những cái đường dây đối tượng và phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng. Cái thứ hai là chỉ đạo các đơn vị là phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, thế rồi là chính quyền các địa phương, thế kết hợp giữa triển khai các cái biện pháp đấu tranh ngăn chặn với tuyên truyền vận động để phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Cái thứ ba là tăng cường về phối hợp hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước mà có vùng biển tiếp giáp để triển khai phối hợp thống nhất để đấu tranh ngăn chặn cái tình trạng này. Chính vì vậy là kết quả đạt được trong từ tháng 11 năm 2021 cho đến nay là rất đáng khích lệ. Vùng biển phía Nam Côn Đảo, vùng biển Tây Nam vẫn luôn là những vùng điểm nóng của nạn vận chuyển trái phép xăng dầu lậu với phương thức phổ biến là sử dụng tàu cá hòng qua mắt lực lượng chức năng. Bằng cách cải hoán toàn bộ hầm hàng, các tàu cá dễ dàng có khoang chứa khối lượng lớn xăng dầu lậu để vận chuyển mua bán trái phép trên biển. Tôi chở dầu này số lượng là 110.000 lít dầu, lấy từ chiếc tàu đó không biết rõ mà biển số với ấy, chỉ biết mạng cabin màu trắng mà lường đen thôi. Anh đi từ bờ ra cái chỗ mà cái tàu đấy là bao nhiêu hải lý? Khoảng 150 lý. Cái số dầu này có giấy tờ chứng từ hóa đơn gì không? Không, số dầu này không có chứng từ hóa đơn gì hết. Anh Thập cho biết là hiện tại là trên tàu là có những cái giấy tờ gì liên quan? Không có giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa mà. Đó là lời khai của thuyền trưởng tàu Đức Minh 06 khi bị lực lượng cảnh sát biển phát hiện vi phạm trên khu vực biển giáp danh giữa Hải Phòng, Quảng Ninh. Trên tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít xăng và 70.000 lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số lượng xăng dầu trên. Đây là vụ vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ có quy mô và khối lượng lớn nhất trong thời gian gần đây đã bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ xử lý. Liên tiếp những vụ buôn lậu vận chuyển trái phép xăng dầu trên các vùng biển trọng điểm thời gian qua đã bị lực lượng cảnh sát biển cùng cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ xử lý. Với những phương thức ngày một tinh vi của các đối tượng, công tác đấu tranh của lực lượng chấp pháp trên biển như cảnh sát biển cũng càng trở nên khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi nghiệp vụ vững chắc, phương án linh hoạt, quyết tâm cao và bản lĩnh vững vàng. Tập trung vào đấu tranh có hiệu quả với đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển. Chúng tôi cũng đã bắt giữ được một số các cái đối tượng đường dây mua bán vận chuyển xăng dầu với số lượng tương đối lớn và bắt giữ nhiều các cái vụ việc trong cái đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tàu HP4893 Vượng Đạt 666 vận chuyển hơn 150 mét khối dầu DO và FO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đã bị bắt giữ trên khu vực biển Long Châu, thành phố Hải Phòng. Giá trị tang vật ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Đây là vụ việc điển hình trong chuyên án mang bí số HT22, chuyên án đầu tiên được Cảnh sát biển Việt Nam xác lập trong đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu trên biển năm 2022. Chuyên án kết thúc thắng lợi, đồng thời cũng đã xác định được nhiều đường dây buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia đang hoạt động. Từ khi xác lập chuyên án đến khi chuyên án thành công là chúng tôi mất khoảng hơn 4 tháng. 4 tháng thực hiện chuyên án là từng ấy thời gian những người lính cảnh sát biển kiên trì vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững bản lĩnh, đấu tranh thắng lợi. Chúng tôi là chuẩn bị rất là kỹ càng về mọi mặt, luôn tìm cách che giấu các cái hành vi vi phạm của mình. Chẳng hạn như là thay đổi các cái đặc điểm nhận dạng của phương tiện, rồi tắt các thiết bị hành trình, rồi liên lạc bằng mật ngữ. Khi các lực lượng chúng ta theo dõi và bám theo cái phương tiện của đối tượng đấy, thì là các đối tượng đã cơ động vào cái luồng lạch hết sức phức tạp để tìm cách là cắt đuôi được chúng ta. Lợi dụng số lớn thì ra ngoài cửa biển này chúng tăng tốc rất là nhanh, cho nên là làm cho cái việc mà theo dõi bám lái chúng ta cực kỳ khó khăn. Báo cáo thủ trưởng, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện.
nhưng tàu hàng cố tình tăng tốc bỏ chạy. Xin ý kiến thủ trưởng. Lệnh cho tổ công tác nhanh chóng tăng tốc tiếp cận tàu hàng. Rõ. Qua các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng phải bố trí những cái tổ dự phòng trong trường hợp mà chúng tôi chặn đầu hoặc phá đuôi, để khi mà đối tượng bỏ trốn thì chúng tôi là có cái lực lượng khác hoặc bộ phận khác, tổ khác hỗ trợ để kịp thời ngăn chặn cái hành vi bỏ chạy của đối tượng. Bên cạnh cái sự chuẩn bị kỹ càng về kế hoạch, về các cái phương án thì nó đòi hỏi cái sự linh hoạt, đòi hỏi cái sự mưu trí của cán bộ chiến sĩ. Những điều kiện thời tiết sóng to gió lớn trong quá trình có thể nhảy tàu lên, hoặc là những khi mà đối tượng có ý đồ chống đối thì phải sử dụng biện pháp như thế nào, làm sao cho đối tượng phải hợp tác với mình. Có những lúc phải mềm dẻo nhưng có những lúc phải cứng rắn. Thì qua các trình đó thì chúng tôi sẽ xác định được bản lĩnh cũng như cái tư tưởng lập trường của mình kiên định hơn, và mình xác định được cái vai trò của mình, thì cái vấn đề mà gian khổ cũng có thì chúng tôi đều vượt qua hết. Vào trong lực lượng cảnh sát biển và nhất là ở trong lực lượng mà khối nghiệp vụ pháp luật thì bản thân tôi luôn đề cao cái tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và quyết tâm khắc phục khó khăn cùng với các đồng chí đồng đội, thì quyết tâm là thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ luôn có một cái mong muốn là được đóng góp một cái phần công sức nhỏ bé của mình vào cái sự nghiệp mà bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Do vậy là mỗi cán bộ chiến sĩ thì đều có cái quyết tâm là khắc phục mọi gian khổ, mọi khó khăn và thậm chí là hy sinh cả tính mạng để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ giao. Thành công của một chuyên án lớn cùng những kết quả rất tích cực trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển thời gian qua đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, cũng là sự khẳng định vai trò không thể thay thế của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong công tác thực thi pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm trên biển. Từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã đấu tranh bắt giữ, xử lý 21 vụ trên 21 tàu, trên 93 đối tượng về lĩnh vực xăng dầu. Thu giữ hơn 1 triệu 600.000 lít dầu DO, hơn 97.000 lít xăng, hơn 82.000 kg dầu FO, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 36 tỷ đồng. Thưa đồng chí, với những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển, thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông qua cái kết quả đó đã rút ra được những cái kinh nghiệm gì trong công tác đấu tranh thời gian qua? Sau các từng đợt cao điểm và đặc biệt từng cái chuyên án vụ án, chúng tôi đều sơ tổng kết thì rút ra, thứ nhất là chúng tôi cũng đã bám sát cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng. Thứ hai là đã có những cái nghị quyết chuyên đề và kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cái đơn vị nắm chắc tình hình và xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Vì vậy là cán bộ chiến sĩ cũng đã là vào cuộc rất quyết liệt. Chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương. Chính vì vậy là trong các cái vụ án, chuyên án rồi các cái vụ việc bắt giữ xử lý thì đều có cái sự đồng thuận và vào cuộc rất tích cực, và đặc biệt nữa đó là cái sự vào cuộc của quần chúng nhân dân cung cấp rất nhiều cái thông tin tình hình giúp chúng tôi nên là thực hiện thắng lợi được các cái nhiệm vụ. Thì đấy là một số cái bài học kinh nghiệm. Thế còn để hoàn thành được cái nhiệm vụ đó thì còn rất nhiều cái nội dung biện pháp công tác khác nữa. Vừa rồi thì đồng chí có nhắc đến một nhân tố hết sức quan trọng, đó là cái sự hỗ trợ giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong cái công tác phát hiện, tố giác tội phạm và cùng với lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát biển Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn cái hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu. Vậy thì trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện những cái biện pháp như thế nào để tăng cường được cái sức mạnh, huy động được cái sức mạnh của quần chúng nhân dân trong cái nhiệm vụ này? Về cái công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều cái phương pháp tuyên truyền, kể cả ngay trên các cái tàu thuyền ngư dân ta đang đánh bắt xa bờ, phát tờ rơi tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng và cái tác hại, cái nguy hiểm của cái hành vi đó gây ra cho cái nền kinh tế đất nước và tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Thế rồi là thông qua các cái hệ thống chính trị cơ sở
cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là các đoàn thể, để tuyên truyền cho quần chúng nhân dân. Thậm chí chúng tôi còn tuyên truyền cả ở các trường học, các ban ngành khác để cùng đồng thuận, chung tay để đấu tranh ngăn chặn cái tình trạng này. Trong thời gian tới, để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển đạt được hiệu quả cao hơn nữa, thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ có những chủ trương, những biện pháp và những định hướng cụ thể như thế nào, thưa đồng chí? Chúng tôi cũng rất phấn khởi, vui mừng đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng, làm động lực cho chúng tôi là tiếp tục có những cái quyết tâm để thực hiện cái nhiệm vụ trong thời gian tới. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đề ra một số cái nhiệm vụ. Thứ nhất là tiếp tục là có những cái kế hoạch cao điểm và tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, tiến hành điều tra cơ bản để tìm ra các cái đường dây đối tượng khác, các cái phương thức thủ đoạn hoạt động khác, rồi phối hợp với các cái lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, thống nhất đánh giá nhận định tình hình, tiếp tục phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tăng cường cái hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin tình hình. Và quyết tâm cùng với các cái lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đấu tranh ngăn chặn, giảm thiểu các cái hoạt động này, tiến tới để chấm dứt cái tình trạng này trên biển. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức cụ thể của đồng chí Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trong nhịp sống biển đảo hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí tạm gác lại những lo âu thường nhật để hòa mình cảm nhận cuộc sống thường ngày của người dân trên một hòn đảo tuyệt đẹp của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cuối chương trình sẽ là khoảnh khắc tuổi thơ tuyệt vời của những đứa trẻ được sinh ra, lớn lên trên hòn đảo ấy. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần sau. Đảo nối đảo giữa mênh mông sóng nước. Rồi màu xanh của biển chuyển thành màu ngọc bích, trong vân vắt dưới nắng trời. Ấy là màu xanh của một đầm nước bình yên nằm trong lòng đảo, mặc biển cả ngoài kia lắm khi dữ dội. Vì thế mà đảo mang tên gọi Bích Đầm. Khi mặt trời đứng bóng, gốc đa dưới sân đình, dọc con đường dẫn lên đảo lại đông người. Người lớn và nhất là lũ trẻ đang ngồi đợi đò về. Chuyến đò duy nhất của đảo vào đất liền từ tờ mờ sáng sắp trở về. Với người lớn, chuyến đò cũng giống như chuyến xe xuôi ngược của cuộc sống thường nhật. Vì đã quá quen thuộc mà thành ra rất đỗi bình thường. Còn với lũ trẻ, chờ đò bao giờ cũng tràn trề niềm phấn khích. Đò trở về những háo hức chờ đợi, chẳng bao giờ thôi hấp dẫn. Trẻ con thì hồn nhiên, vô tư, còn người lớn thì vẫn phải lo toan cuộc sống hàng ngày. Chuyến đò duy nhất trong ngày của đảo mang theo đủ loại thực phẩm, lương thực, nhu yếu phẩm cho hơn 100 hộ dân trên đảo. Bích Đầm là đảo xa nhất trong cụm đảo Hòn Tre. Người vào bờ ra đảo trông cả vào chuyến đò ấy. Cũng giống như nhiều đảo chưa có điện lưới, thiếu nước ngọt, chuyến nào đò về đảo cũng chở đầy rau xanh và những bao đá lạnh. Đến Bích Đầm, dễ chỉ gặp phụ nữ, con trẻ trên đảo. Muốn gặp được cánh đàn ông thì quá trưa, ghé vào một đôi quán cà phê bên chân đảo là dễ hơn cả. Đấy là lúc họ ngồi với nhau, chờ đến giờ lên ghe ra biển. Người đi lưới chủ, người đánh lưới mành, người đi câu mực. Chiều nào cũng đi, rồi sáng mai về. Về ngủ một giấc dài, ăn với vợ con bữa cơm,
rồi chờ cơn nắng chiều dịu xuống, lại tiếp tục hành trình. Lúc chờ đợi, uống một ly cà phê, chơi với nhau ván cờ. Cuộc sống gắn với biển ở Bích Đầm, xưa này vẫn vậy, chẳng băn khoăn, suy tính nhiều. Người ở đảo cũng như người ở phố, ai cũng quen với cuộc sống của mình. Mà ở đảo nhịp sống dường như bình yên hơn. Mọi thứ trôi qua một cách giản đơn, nhẹ nhàng. Con người không đến nỗi phải chật vật để lo sinh kế. Xung quanh là biển, chuyến thuyền về dù ít mấy cũng đủ lo ăn lo mặc cho một nhà 5-7 miệng ăn. Nhịp sống trên đảo về chiều càng yên ả hơn. Những người đàn ông xách tay trèo ra biển, phụ nữ ở nhà cũng bình thản với công việc của mình. Bích Đầm bình yên, nhưng không phải không có những phen sóng gió. Ngày xưa thì mình đa số là nuôi tôm, nhưng mà tình hình nuôi tôm nó không được tốt lắm, thì bây giờ mình chuyển sang nuôi cá. Thì còn những cái loại cá đây là đa số mình nuôi là cá bớp hay cá chim, hay mình nuôi những con mực, con đồ. Rồi mình cũng nuôi tôm, nhưng mà tôm là những con tôm mà cái giá trị nó thấp, chứ không có vốn để đầu tư làm những con tôm giá trị nó cao. Mấy năm trước thì khi mà tôm nó phát triển, tôm hùm phát triển thì người ta nuôi cá ăn, cho nên người ta đầu tư nó nhiều. Rồi bắt đầu là khi mà bắt đầu tôm nó dịch bệnh, nó chết nhiều, người ta hụt thì bắt đầu người ta lại không nuôi nữa. Nên còn những số người ta trụ lại, ta còn làm thôi. Trong lòng đảo, không còn cảnh lồng bè san sát. Từ gần cả trăm hộ nuôi tôm, nuôi cá, giờ số nhà bè còn nuôi thả của dân trong đảo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh Phong là người có số lượng nuôi thả nhiều nhất trong số những hộ còn giữ lồng bè ở đảo. Nói chung là mình nuôi trồng thủy sản, cái nghề này mình không dám nói trước được. Có thể có vụ thì mình lời, có vụ mình lỗ, không nói trước được. Nhưng mà để duy trì cuộc sống thì mình cũng có thể duy trì cuộc sống được, mình mới làm. Mình cũng hiểu cái quy luật tự nhiên thôi. Tại vì khi mà người dân mình đổ xô nhiều quá thì cái môi trường nó ô nhiễm. Rồi bắt đầu khi mà người dân mình ít nuôi lại thì cái môi trường nó trong sạch lại, thì mình làm lại thì nó có cơ may nhiều hơn. Thì mình làm để cầm chừng, để đợi cơ may mình làm lớn hơn. Chẳng biết nghề nuôi thả lồng bè có từ bao giờ. Dẫu chẳng phải vượt biển đánh lưới, cái nghề ấy vẫn sống dựa vào biển, cũng lênh đênh dập dềnh. Dù vậy, cuộc sống giữa biển trời này, dù giản đơn, vẫn mang dáng vẻ thanh thang tự tại. Mình thích cái không khí ở đây, nó thoải mái, yên tĩnh. Với lại thứ hai nữa là cuộc sống ở đây, từ khí hậu đến mọi thứ ở đây, mình tự nhiên mình thấy mình thích, mình không muốn vào bờ. Cái đó là do cái sở thích của mỗi người thôi, chứ mình không giải thích được. Một ngày mới bắt đầu, Bích Đầm lại hiện lên thật bình yên trong nắng sớm. Đảo đã thành một tổ dân phố của thành phố biển Nha Trang. Nhưng người ở đảo, người đến đảo vẫn quen gọi phố là làng. Cái cách gọi gần gũi và thuần hậu nhất về một chốn quê hương thân thương bình dị. Làng đảo Bích Đầm.